Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Hôm ấy Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rẫy lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến mùa tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lắm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: Nước trời giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được dự kín từ tạo thiên lập địa. Bây giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian. Hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy nhưng người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi như thế nào thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bây giờ người công chính sẽ trói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Ai có tai thì hãy nghe. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu kể 3 dụ ngôn. Dụ ngôn cỏ lùng, dụ ngôn hạt cải và dụ ngôn men bột, để nói lên những khía cạnh khác nhau của nước trời. Mỗi dụ ngôn đều có giáo huấn riêng, nhưng tất cả đều nói lên yếu tố tất thắng của nước trời. Trước hết là dụ ngôn cỏ lùng. Nhìn vào xã hội chúng ta thấy có những người tốt và người xấu sống chung với nhau. Ai thì cũng yêu mến và đề cao lối sống của mẹ Teresa thành Calcutta. Đấy là lối sống của một con người đã dành hết cuộc đời của mình để phục vụ anh em đồng loại, phục vụ những người nghèo. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là một con người đã dùng hết sức của mình để rao giảng tin mừng, cổ võ nền hòa bình thế giới, cổ võ tinh thần đại kết, cổ võ một nền văn minh tình thương và một nền văn minh của sự sống.
Và rồi còn biết bao nhiêu những người thành tâm thiện chí sống chung quanh của chúng ta nữa. Tuy nhiên bên cạnh những người đấy, nhìn vào xã hội chúng ta thấy không ít người dưới sự tác động của ma quỷ sống trong hận thù, ghen ghét, ăn gian nói dối. Qua những phương tiện truyền thông, chúng ta thấy sự dữ như đã đang lộng hành trong thế giới của chúng ta ngày hôm nay. Nào là khủng bố, nào là gây chiến tranh, nào là buôn bán ma túy, mãi dâm, ăn gian nói dối, vân vân. Mỗi người chúng ta khi nhìn vào chính bản thân của mình, chúng ta cũng thấy trong con người chúng ta có hai cái xu hướng. Một là xu hướng tốt và một xu hướng khác là xấu. Đấy là kinh nghiệm của Thánh Phaolô và cũng là kinh nghiệm của mỗi người trong chúng ta. Thánh Phaolô khi nhìn vô con người của Ngài, Ngài thấy Ngài ngán ngẩm quá thể. Bởi vì Ngài nói rằng tôi biết cái điều này là điều tốt nhưng tôi không làm. Còn tôi biết cái điều kia là điều xấu nhưng rồi tôi lại cứ làm. Và thánh nhân cứ quay quắt trong con người của mình mà không tìm đường ra được. Và cuối cùng thánh nhân tự đánh giá mình: tôi thật là một người khốn nạn, ai sẽ cứu tôi khỏi cái xác hay chết này? Và thánh nhân đã tìm được lời giải đáp: tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Như vậy để sống cho ra một con người, và hơn nữa cho ra người con của Thiên Chúa, con người phải đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa là Đức Giêsu. Lúc bây giờ chúng ta mới làm chủ được bản thân của mình và chúng ta trở thành người tốt được. Người tốt và người xấu sống chung với nhau làm cho chúng ta có những một số những vấn nạn cần đặt ra. Tại sao Thiên Chúa lại để cho người tốt và người xấu sống chung với nhau như vậy? Sự dữ, sự ác từ đâu mà ra? Tại sao Thiên Chúa không tiêu diệt sự dữ ngay lập tức? Tất cả những vấn nạn ấy được giải đáp trong dụ ngôn cỏ lùng. Thiên Đức Chúa để cho người tốt kẻ xấu sống chung với nhau, giống như là lúa và cỏ lùng sống chung với nhau, để nói lên tấm lòng bao dung và khoan dung, tấm lòng quảng đại và kiên nhẫn của Thiên Chúa đối với con người. Vì Ngài kiên nhẫn là để chúng ta sám hối và đạt tới ơn cứu độ. Và Ngài chỉ ra phán quyết cuối cùng ở trong ngày tận thế mà thôi. Và như vậy, nói lên Thiên Chúa với một tấm lòng bao dung, khoan dung, quảng đại và độ lượng, mong chờ con người sám hối để được sống và hạnh phúc. Vì Ngài không vui thích gì khi thấy một con người phải chết trầm luân đời đời. Sự dữ từ đâu mà ra? Đấy là vấn nạn mà các đầy tớ hỏi ông chủ: thế ông không gieo giống tốt ở trong ruộng của ông sao? Bây giờ cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Sự dữ ở đâu mà ra? Sách Sáng Thế trong những chương đầu cho chúng ta thấy Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ và muôn loài muôn vật trong vũ trụ. Tất cả mọi loài đều tốt đẹp. Nhưng rồi sách Sáng Thế cũng sớm cho chúng ta thấy Satan thần tối tăm sớm xuất hiện để cám dỗ con người, suối bảy con người chống lại Thiên Chúa, không vâng lời Thiên Chúa, vi phạm lệnh truyền của Chúa, ăn chay cấm, để rồi con người rước vào cho mình những đau khổ và chết chóc. Để rồi từ đấy trở đi, ma quỷ luôn gieo vào lòng con người, ngoài xã hội, trên thế giới, những mầm mống của sự dữ, mầm mống của tội lỗi, mầm mống của gian ác.
Thế nên chúng ta thấy người tốt và người xấu sống chung với nhau, giống như thế là cỏ lùng với lúa tranh nhau sống trong một cái thửa ruộng. Như vậy dụ ngôn cỏ lùng cho chúng ta thấy sự dữ là từ ma quỷ mà ra. Người nào đón nhận sa thăng thần tối tăm thì lòng của họ tối tăm, chỉ biết gieo những sự độc ác, những sự gian ác trên thế giới này để gây đau khổ và chết chóc cho mình và gây đau khổ và chết chóc cho người khác. Tại sao Thiên Chúa không tiêu diệt sự dữ ngay lập tức? Và dụ ngôn cỏ lùng qua lời đề nghị của các đầy tớ ông chủ: nếu ông muốn chúng tôi xin đi nhổ cỏ lùng. Ông chủ nói đừng, vì khi các anh nhổ cỏ lùng, các anh làm bật tung rễ lúa, và như vậy là hỏng hết. Vậy để cả hai đều lớn lên cho đến mùa gặt. Ý ông chủ là như vậy. Thiên Chúa để cho người tốt và kẻ xấu sống chung với nhau là để cho người tốt có cơ hội thể hiện tinh thần bao dung và khoan dung, kiên nhẫn, chịu đựng nhau trong cuộc sống. Và người xấu nhờ ơn của Chúa và nhờ gương sáng của người tốt, hy vọng họ sám hối và trở thành người tốt. Trong thực tế thì cỏ lùng không thể trở thành lúa được, nhưng mà một người tội lỗi, một người xấu, một kẻ dữ có thể nhờ ơn của Chúa và nhờ gương sáng của những người tốt mà họ có cơ may sám hối, trở nên người tốt để được sống và hạnh phúc. Ông Phêrô đã chối thầy 3 lần, thì Chúa cho ông những cơ hội cần thiết để ông sám hối, để trở thành một vị tông đồ can đảm. Ông Phao-lô đi bắt đạo, Chúa cũng cho ông nhiều cơ hội để sám hối, để trở thành một vị tông đồ rao giảng tin mừng cho dân ngoại. Và tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm đó hết. Thiên Chúa bao dung với chúng ta, Ngài kiên nhẫn với chúng ta, để chúng ta có cơ hội sám hối, quay trở về với Chúa để được sống và hạnh phúc. Xem ra mấy đầy tớ ở trong dụ ngôn cỏ lùng mất kiên nhẫn khi mà thấy cỏ lùng xuất hiện. Họ đã xin đi nhổ cỏ lùng. Nhưng mà ông chủ thì chúng ta thấy ông rất tự tin, ông kiên nhẫn, ông bình tĩnh. Thiên Chúa của chúng ta là đấng điều khiển lịch sử nhân loại và hướng dẫn các biến cố trong cuộc sống của chúng ta. Ngài thấy rất rõ kết quả là như thế nào trong ngày tận thế, trong ngày kết thúc lịch sử nhân loại. Do đó Ngài rất bình tĩnh khi thấy sự phá hoại của ma quỷ. Như vậy dụ ngôn cỏ lùng giải đáp cho chúng ta những vấn nạn. Tại sao Thiên Chúa để cho kẻ tốt và người xấu sống chung với nhau như vậy? Để nói lên sự quảng đại và nhẫn nại của Thiên Chúa, vì Ngài muốn chúng ta sám hối và được sống. Sự dữ từ ma quỷ mà đến. Và tại sao Thiên Chúa không tiêu diệt sự dữ ngay lập tức? Là bởi vì Ngài để cho hai người đều có những cơ hội để rèn luyện mình. Những người tốt có cơ hội kiên nhẫn, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau. Và người xấu nhờ gương sáng của những người tốt, nhờ ơn của Chúa mà có cơ may sám hối trở về với Chúa. Rồi chúng ta thấy Chúa còn kể 2 dụ ngôn hạt cải và dụ ngôn men bột. Cả 2 dụ ngôn đều nói lên lúc đầu là rất nhỏ, một hạt quả cải rất nhỏ, một nhúm men, nhưng rồi đã làm dậy cả một thúng bột lớn, đã làm thành một cái cây để rồi chim trời có thể xuống làm tổ được. 2 dụ ngôn này muốn nói nước trời có nội lực để phát triển từ lúc nhỏ nhất cho đến lúc tròn đầy và viên mãn trong ngày tận thế.
và không có thế lực nào có thể cản phá được. Và như vậy chúng ta được mời gọi cộng tác vào chương trình của Chúa, thực hiện ý của Chúa, cộng tác với Chúa để làm cho nước trời phát triển và mau đạt tới mức tròn đầy và viên mãn như ý của Chúa muốn. Còn nếu như chúng ta không cộng tác vào chương trình của Thiên Chúa, chúng ta chống lại Thiên Chúa, chúng ta sống trong tội lỗi, chúng ta là những kẻ dữ, gây đau khổ cho anh em đồng loại, thì nước trời vẫn có thể phát triển và vươn tới mức tròn đầy và viên mãn, và chúng ta bị loạn phạt bởi vì chúng ta đã không cộng tác vào chương trình của Thiên Chúa. Cái nội lực làm cho nước trời tự phát triển và đạt tới mức tròn đầy và viên mãn, cái nội lực ấy là thế nào? Cái nội lực ấy, bài đọc 2 cho chúng ta thấy cái nội lực đó. Cái nội lực đó chính là nhờ ơn Thánh Thần và nhờ đời sống cầu nguyện. Nhờ đời sống cầu nguyện, nhờ đón nhận ơn Thánh Thần, nước trời có nội lực để phát triển tới mức tròn đầy và viên mãn. Mỗi người trong chúng ta không muốn sống trong tội lỗi, tái đón nhận cái nội lực này là ơn Thánh Thần. Với đời sống cầu nguyện, ta sẽ làm chủ được mình và nhận ra ý của Thiên Chúa để thực hiện. Và nếu xã hội và thế giới đón nhận Thánh Thần, thì chúng ta biết là hoa quả của Thánh Thần là bác ái, là bình an, là hoan lạc, là nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Nếu mỗi nhân, mỗi người, nếu mỗi xã hội cũng như toàn thế giới mà đón nhận thần khí của Chúa, thì bản thân chúng ta sẽ hạnh phúc, gia đình sẽ hạnh phúc và thế giới có hòa bình. Bởi vì hoa quả của thần khí là bác ái, bình an và hoan lạc. Bác ái đây là thái bình, thanh bình, hòa bình, có sự bình an và niềm vui trong tâm hồn. Cả ba dụ ngôn đều nói lên cái khía cạnh tất thắng của nước trời. Dù có sự phá hoại của ma quỷ, hay dù có cộng tác hay không cộng tác của con người, thì nước trời vẫn phát triển và đạt tới mức tròn đầy và viên mãn trong ngày kết thúc lịch sử nhân loại. Xin Chúa đến ban cho chúng ta được tràn đầy ơn Thánh Thần của Ngài là nội lực của nước trời, giúp mỗi người trong chúng ta làm chủ được bản thân của mình, chiến thắng những bản năng đam mê bất chính, tội lỗi trong con người của chúng ta, để chúng ta dễ dàng nhận ra ý của Thiên Chúa và thực hiện ý của Chúa. Xin ban cho chúng ta được tràn đầy ơn Thánh Thần để giúp chúng ta bước đi trong đường lối của Thiên Chúa, trung thành với Ngài trong mọi thử thách của cuộc sống và chu toàn trách nhiệm người Kitô hữu là sống chứng tá và loan báo tin mừng nước trời cho thế giới tục hóa ngày hôm nay. Amen.